Nhan sắc song hai Kiều bị chỉnh sửa đến mức lố lăng, netizen chỉ biết cầm nín. Cư dân mạng không khỏi choáng trước màn edit ảnh của fan song hai Kiều dành cho thần tượng. Nhan sắc của song hai Kiều luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, trên diễn đàn của ban xuất hiện một bài đăng phàn nàn về nhan sắc của song hai Kiều khi bị người hâm mộ chỉnh sửa đến mức lố lăng. Cụ thể nhờ công nghệ phát triển mà nhiều bộ phim, hình ảnh cách đây nhiều năm của song hai Kiều đã được người hâm mộ mang ra chỉnh sửa. Tuy nhiên mức độ chỉnh sửa đến mức lố đã khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu. Nhiều cư dân mạng cho rằng nhan sắc của song hai Kiều vốn dĩ đã đẹp sẵn nên không cần phải điều chỉnh đến mức không còn thiết đến vậy. Một số bình luận của cư dân mạng, họ sử dụng nó nhiều đến mức nhìn mà khó chịu. Đến mức một số đường nét trên khuôn mặt của song hai Kiều trở nên mờ nhạt. Tôi đã tự hỏi làm thế nào họ sửa ảnh không có một lỗ chân lông. Tôi thậm chí không thể tập trung vào bộ phim có song hai Kiều đóng, họ nên làm mọi thứ ở chế độ vừa phải. Trước đây, bạn vẫn thấy lỗ chân lông của các diễn viên nhưng ngày nay, tất cả đều trông rất lố. Được biết tới đây, khán giả sẽ được chứng kiến sự đổ bộ màn ảnh nhỏ của song hai Kiều với vai chính trong phim kinh dị, báo thù, The Glory. Đây là dự án đánh dấu màn tái hợp giữa song hai Kiều với biên kịch Hậu Duệ Mặt Trời, Kim Ứng Súc. Trong phim song hai Kiều đóng vai Moon Jong-un, một giáo viên tại trường tiểu học tư thục Simyeong. Quá khứ, Moon Jong-un từng bị bạo lực học đường và phải nghỉ học trung học, từ bỏ ước mơ trở thành kiến trúc sư. Moon Jong-un mang nỗi uất hận đến khi trưởng thành, lên kế hoạch quy mô trả thù những kẻ từng ức hiếp và đứng ngoài nhìn cô chịu bắt nạt. Âm mưu của Moon Jong-un khởi đầu bằng việc cô trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp con của kẻ từng hành hạ cô.